quý vị. Tiếp theo chúng ta có listing với reference number là OC Westminster 8. Thành phố Westminster chúng ta có một căn nhà 2 tầng lầu nằm trong khu Community Gate. Nhà mới xây rất đẹp với double door entry. Bên trong và bên ngoài đã được upgrade. Nhà bếp gọn gàng và nhiều cabinets. Phòng khách và phòng gia đình được lót gạch. Master bedroom rộng rãi. Sân sau có patio. Nhà xây năm 2002 với 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi. Với diện tích nhà 1900 square feet và diện tích đất là trên 3.300 square feet, được bán với giá 569.900 đồng và tiền association fee là 134 đồng một tháng. Một lần nữa, reference number là OC Westminster 8. Kính thưa quý vị, căn nhà ở thành phố Westminster này nằm trong cái Community Gate mà đối diện với một cái shopping plaza rất là lớn, trong đó có chợ Albertsons, Bank of America, Home Depot. Ở trong khu shopping này cũng có một cái rạp chiếu phim nữa em. Và rất gần với cộng đồng người Việt của chúng ta. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị 8 căn nhà ở trong Orange County. Và sau đây là những căn nhà ở Los Angeles và Riverside County. Căn đầu tiên là ở Los Angeles County với reference là LA Long Beach 21. Đây thực sự là một cơ hội để quý vị làm chủ một căn nhà 3 phòng ngủ đã hoàn toàn được remodel ở thành phố Long Beach. Đặc điểm nổi bật là nhà bếp rất là rộng. Căn nhà bếp này được lót với sàn nhà bằng gạch, dàn gỗ tủ màu sáng, stainless steel appliances, sân sau và sân trước rộng rãi. Nhà trong điều kiện sẵn sàng để quý vị dọn vào ở. Nhà xây năm 1963, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Diện tích nhà là trên 1.300 square feet, diện tích đất là 2.800 square feet, được bán với giá là 339.000. Một lần nữa reference là LA Long Beach 21. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta có listing với reference number là LA Long Beach 22. Một căn nhà khác ở thành phố Long Beach rất rộng với 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Sàn nhà đã hoàn toàn được upgrade, địa điểm thuận tiện với trường học, trạm xe bus và các shopping centers. Nhà xây năm 1985 với 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Diện tích nhà trên 1.600 square feet và diện tích đất trên 2.600 square feet và được bán với giá là 369.000. Một lần nữa, reference number là LA Long Beach 22. Căn tiếp theo với reference là LA Pomona 5. Đây là một căn nhà đã được remodel với 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, tọa lạc trong khu community, được duy trì và bảo quản rất tốt. Căn nhà rất ấm cúng với sàn gỗ trong phòng khách và phòng ngủ, sàn bằng gạch trong nhà bếp và phòng tắm. Thêm vào đó, bên trong nhà vừa mới được sơn mới, nhà bếp có granite countertop và máy rửa chén mới. Nhà rất thoáng mát và sang với open floor plan. Trên lầu có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, dưới lầu có 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm. Sân sau rộng, có cây ăn trái và kho để chứa đồ. Nhà xây năm 1995 với 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Trên một diện tích nhà là 1.640 square feet, diện tích đất là 4.900 square feet, được bán với giá là 375.000, có tiền HOA là 57 đồng một tháng. Một lần nữa, reference là LA Pomona 5. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta có listing với reference là RS Corona 10. Ở vùng South Corona, chúng ta có một căn nhà nằm trong khu Community Gate, rất an toàn và yên tĩnh. Nhà bếp có kitchen island và được nối với phòng gia đình. Trong đó có một lò sưởi. Trên lầu được lót thảm, có phòng giặt đồ, phòng tắm lớn với bồn tắm trời, vòi sen và double sinks. Patio sân sau được lợp mái, garage đậu được 2 xe. Ngoài ra, driveway phía trước căn nhà có một cổng rào để đậu thêm xe và rất an toàn. Khu community này được giữ gìn kỹ, tạo nên giá trị tuyệt vời cho căn nhà. Cách trường học, công viên, khu shopping, nhà hàng chỉ vài phút lái xe. Nhà xây năm 2001 với 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi. Diện tích nhà trên 2.000 square feet và diện tích đất 3.485 square feet được bán với giá 415.000. Tiền association fee là 61 đồng một tháng. Một lần nữa, reference number là RS Corona 10. Căn tiếp theo với reference là RS Corona 11. Đây là cơ hội tốt để quý vị làm chủ một căn nhà trong khu vực rất là tốt ở Corona. Căn nhà mời chào quý vị với không gian rộng, trong đó phòng khách, phòng gia đình và nhà bếp được kết nối với nhau. Ngoài ra, nhà đã được chuyển đổi enclosed patio thành một cái bonus room để làm thành nơi giải trí cho gia đình. Điểm đặc biệt là căn nhà này đã được tu sửa hoàn toàn, bao gồm granite countertop, bồn rửa chén, hệ thống đèn, quạt trần và sân trong sân ngoài mới. Sân trước rộng, có cây lớn tạo bóng mát cho căn nhà,
gần Surface Club Park, trường học tốt, Freeway 91, nhà xây năm 1964, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Diện tích nhà là 2.400 square feet trên một diện tích đất rộng 10.000 square feet, bán với giá 399.999 đồng. Một lần nữa, reference là RS Corona 11. Kính thưa quý vị, hai căn nhà ở Corona của chúng ta đó là mặc dù không ở Corona nhưng mà quý vị chúng ta đi về Orange County đó chỉ mất khoảng 15-20 phút thôi thưa quý vị. Mà nếu mà quý vị mua căn nhà này đó thì cái diện tích nhà nó quá rộng thưa quý vị, là 10.000 square feet mà lại bán với giá cho 400.000 vậy hả? Thì mà với lại nó gần Freeway 91 nữa, chúng ta lên Freeway chỉ trong vòng có 5 phút thôi quý vị. Đi làm mà cũng rất tiện lợi, rồi cuối tuần chúng ta quay về Orange County, chúng ta đi ăn, đi uống, rồi mà chúng ta được ở nhà to mà giá rẻ. Ngay ranh giới giữa Riverside County với Orange County. Dạ đúng rồi chị. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta có listing với reference number là RS Moreno Valley 6. Sang đến thành phố Moreno Valley, chúng ta có một căn nhà mới xây 2 tầng lầu với 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm đã sẵn sàng để dọn vào. Nhà rộng và rất thoáng với nhiều cửa sổ. Nhà bếp có granite countertop, stainless steel appliances, breakfast bar được nối liền với phòng gia đình. Trên lầu thì rất rộng rãi, ngoài những phòng ngủ ra còn có một phòng bonus room có thể làm thành office hoặc playroom. Sân sau rộng và sạch, nhà gần trường học, shopping center và freeway 215. Nhà xây năm 2004 với 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm. Diện tích nhà là trên 2.600 square feet trên một diện tích đất là 5.230 square feet và được bán với giá 289.900 đồng với tiền association fee là 50 đồng một tháng. Một lần nữa, reference number là RS Moreno Valley 6. Thưa quý vị, như quý vị thấy cái căn nhà này ở trên hình đó, rất là rộng với diện tích là khoảng 2.600 square feet mà giá cũng rẻ đó em. Thích dạ. Hợp cho gia đình đông người và nhìn rất là sáng sủa. Dạ đúng rồi chị. Theo quý vị thấy hình đó là coi như là có quá nhiều cửa sổ thưa quý vị, là coi như căn nhà của chúng ta nó sáng. Mà nếu mà nó sáng sủa, nó thoáng mát như vậy là rất là hợp với phong thủy nha quý vị. We'll be right back.